Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Kỹ thuật Dịch vụ Thành Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Trà Hoa Vàng Ba Chẽ, Ủy viên Ban chấp hành huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ba Chẽ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Ba Chẽ, Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư Khởi nghiệp huyện Ba Chẽ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng đá Thành Nam. Đây là những chức vụ mà chàng thanh niên Nguyễn Thành Trọng hiện đang đảm nhiệm. Không ai nghĩ rằng chàng thanh niên với dáng người nhỏ bé này lại ẩn chứa nhiều năng lượng đến thế. Dù ở bất cứ cương vị nào, anh đều làm và hoàn thành rất tốt trọng trách được giao. Đến Ba Chẽ, khi hỏi về anh Nguyễn Thành Trọng thì ít ai là không biết. Nhất là các đoàn viên thanh niên trẻ tuổi thì anh Trọng là một tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo. Anh Nguyễn Thành Trọng với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện thì trong những năm qua có nhiều những đóng góp tích cực, năng nổ tham gia các hoạt động phong trào trong công tác đoàn, hội, đặc biệt là trong công tác tập hợp thanh niên, thành lập các câu lạc bộ, lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế xã hội ở khu phố nơi sinh sống. Thì anh Trọng là một người có lối sống lành mạnh, hòa đồng, chấp hành những chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động được bạn bè yêu quý. Có thể nói rằng anh Nguyễn Thành Trọng là một tấm gương sáng trong thanh niên, dám nghĩ, dám làm, thể hiện khát vọng, ý chí vươn lên của tuổi trẻ. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng, tốt nghiệp trường Đại học Hàng Hải, khoa Công nghệ Thông tin, nhưng số phận đã đẩy đưa chàng thanh niên Nguyễn Thành Trọng gắn bó với huyện vùng cao Ba Chẽ, Quảng Ninh. Nơi đây là nơi anh chọn để lập nghiệp và đã trở thành quê hương thứ hai mà anh nguyện gắn bó, cống hiến suốt cuộc đời. Mình về Ba Chẽ thì được năm nay cũng được 11 năm rồi. Năm 2006 thì mình là một thợ máy tính. Trong quá trình làm việc ấy, thì nó Hải Phòng là cái môi trường rất là rộng lớn. Nó gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Trong cái giai đoạn đấy thì mình cũng gặp được một vài lời mời là có một về đây sửa máy hoặc là hỗ trợ về kỹ thuật, về máy tính, máy in, về các hệ thống máy văn phòng một vài lần tại huyện Ba Chẽ. Qua những cái thời điểm đấy mình về mình có cái cảm nhận là con người và mảnh đất và con người Ba Chẽ rất là thân thiện và hài hòa. 2006 mình lại quen vợ mình bây giờ. 2008 hai vợ chồng mình cưới. Đến năm 2009 thì cũng nhiều do nhiều cái tác động của cái suy thoái kinh tế. Rồi mình cũng muốn tìm một cái hướng đi mới. Mình muốn phát triển mạnh mẽ hơn thì mình nghĩ tới Ba Chẽ. Thì hai vợ chồng đó mới bàn bạc quyết tâm về Ba Chẽ. Mình về đây và mở một cái cửa hàng máy tính nhỏ thôi. Những ngày đầu lập nghiệp tại Ba Chẽ cũng không phải dễ dàng. Tất cả đều mới mẻ với chàng thanh niên Nguyễn Thành Trọng. Khó khăn nhất có lẽ là địa hình đồi núi đi lại khó khăn. Các chuyến xe từ huyện đi các tỉnh còn chưa có nhiều, gây cản trở cho việc nhập phụ tùng máy móc về phục vụ cho công việc. Khó khăn ngày đầu là đi lại nó còn khó khăn ấy, thì phải đi tự đi lấy hàng từ Hải Phòng, Hà Nội, đi bằng xe máy rồi đi nhảy đi xe khách để lấy hàng về. Sau một vài năm thì mình cũng bắt đầu có lượng khách hàng cơ bản, được mọi người biết đến nhiều hơn. Nắm được cái xu thế mà muốn phát triển hơn về cái cửa hàng thì mình thành lập trung tâm máy tính Thành Nam. Cũng rất may mắn là những học trò trước là mình dạy về kỹ thuật phần cứng tại người tại Ba Chẽ, các bạn ấy cũng giúp mình. Khi trung tâm máy tính đi vào hoạt động ổn định, anh bắt đầu tham gia thể thao. Với máu thể thao sẵn có trong người, sau một lần huyện đoàn và trung tâm truyền thông văn hóa Ba Chẽ tổ chức một giải bóng đá mở rộng, anh Trọng cùng với anh em bạn bè thân thiết hay cùng nhau sinh hoạt thể thao, quyết định thành lập một đội bóng riêng lấy tên là Câu lạc bộ Bóng đá Thành Nam tham gia đá giải và hoạt động từ năm 2015 cho đến nay. Và cũng từ sự kiện đó lại mở ra cho anh một hướng phát triển thể thao cho giới trẻ huyện Ba Chẽ. Mình lại có các cái bạn làm trong câu lạc bộ là các bạn rất có năng khiếu. Có những bạn có nghiệp vụ về sư phạm như các bạn đội trưởng hay là phó chủ nhiệm câu lạc bộ là người là chuyên về đào tạo về thể dục thể thao và bóng đá. Thì mình cũng lấy ra ý tưởng bàn bạc với anh em là chúng ta nuôi một cái nguồn, trong một cái nguồn để vừa có nguồn của câu lạc bộ và vừa có một cái phong trào thể thao mà để mình có thể đi giao lưu, thì mình thành lập một cái trung tâm bóng đá cộng đồng Thành Nam về đào tạo và các lứa cầu thủ từ U11 đến U15.
Rất may mắn là cái năm 2019 thì mình có được một bạn học sinh là trúng tuyển vào cầu bóng Lữ Thành Quảng Ninh. Thì mình duy trì được 50 hơn 50 bạn nhỏ từ năm 2019 đến bây giờ. Tục ngữ có câu, có chí thì nên. Chế độ uống hay trở thành mặt nạ đắp mặt làm đẹp cho chị em phụ nữ. Đặc biệt sản phẩm bánh quy trà hoa vàng đã nhận được phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Kể từ khi hợp tác xã dược liệu trà hoa vàng ra đời, nhiều bà con trong huyện trồng trà hoa vàng có nơi xuất bán ổn định, giải quyết được đầu ra cho những người dân trồng trà. Ban đầu, anh Trọng đến tận vườn của từng hộ trồng trà để thu mua. Lâu dần, người dân tự mang hoa tìm đến anh để bán. Nhưng không phải hoa nào người dân mang đến cũng là hoa đạt tiêu chuẩn để đưa vào sản xuất hoa khô. Anh phải ngồi lọc, chọn ra từng bông hoa đạt chuẩn và hướng dẫn cho người dân cách chọn hoa và thời điểm hái hoa để có được những bông hoa chất lượng tốt nhất. Anh còn đến tận các nhà vườn, định hướng cho các chủ vườn chọn ra những cây hoa trà chất lượng tốt, đánh dấu để chăm sóc đặc biệt với mong muốn tạo ra những vườn hoa siêu phẩm, từ đó làm ra sản phẩm hoa khô VIP dành để biếu. Trước thời điểm thì mình hái đi bán hơi xa vất vả một tí, bây giờ là có cháu chồng ở đây, ba chế nó thu mua nó bán ở đây nó gần hơn, nó tiện hơn. Trước thì cứ trồng cây rồi hoa to rồi cứ biết hái to nhỏ và hái đi hết bán, bây giờ có cháu chồng giới thiệu bảo là cứ hoa to đủ tiêu chuẩn thì mới hái mới được giá. Rồi cũng mong cháu chồng làm được một cái thương hiệu thu mua cho dân, mua hàng cho dân đấy. Đến trang năm thì tất cả dân thì cũng phải chăm sóc cây chè để cho nó tốt, để cho sản phẩm trà hoa vàng ba chén nó càng ngày nó càng cao lên, mọi dùng da nó nhiều hơn. Trước đây thì chè hoa vàng của tôi gặp khó khăn, cái đầu ra thì nó không được ổn định lắm. Bây giờ là có anh Trọng bên chỗ hợp tác xã là thu mua chè là cũng cho người dân tôi là trồng cây hoa ra cũng không lo cái đầu ra. Được như này rất phấn khởi mà để còn tiến tới để phát huy phát triển để cho nó làm những cái mẫu cây hoa nào cho nó tốt nhất. Với tinh thần làm việc, cách làm, cách suy nghĩ luôn lạc quan trước khó khăn thử thách, nói phải đi đôi với làm của anh Nguyễn Thành Trọng đã trở thành kim chỉ nam cho các bạn thanh niên trẻ ở Ba Chẽ mong muốn được đi theo học hỏi.
anh Trọng là cũng là một người giúp đỡ mình rất là nhiều trong công việc, không những là công việc trong chuyên môn, nó còn là nhiều thứ khác trong trong đời sống. Mình học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ anh, không chỉ riêng mình đâu mà cũng rất nhiều người khác cũng muốn được trở thành như như anh, một con người nỗ lực, một người dám nghĩ dám làm, một con người quyết tâm trên mọi phương diện. Mình là người sát cánh cùng anh Trọng từ ngày đầu thành lập, lúc đó là trung tâm máy tính Thành Nam. Rất mong là học được, đi theo anh thì học được, hỏi được kinh nghiệm của anh và phấn đấu được những thành quả nhất định trong cuộc sống như anh. Có thể qua góc nhìn của mọi người, anh Trọng là một người thành đạt trong cuộc sống. Thế nhưng, với một người ham công việc, nhiều ý tưởng và đặc biệt giàu năng lượng như anh Nguyễn Thành Trọng, thì chắc chắn rằng trong tương lai, anh sẽ còn biến nhiều ý tưởng đang ấp ủ trở thành hiện thực.